Điểm dừng chân đầu tiên khi đến Tây Tạng là thủ đô Lhasa, và cung điện Potala thì sừng sững hiện ra trước mắt của chúng tôi. Những đoàn du khách hành hương đông đúc đi qua lại ở khu vực này, có thể nói một cái khung cảnh rất tấp nập. Món trà sữa bơ thì được phục vụ hầu hết ở các nhà hàng. Những người tu tập ở khắp mọi nơi, họ có thể quay cái kinh luân, cũng có thể là thực hiện những cái nghi lễ như quỳ, lạy và trên đường. Những cái hoạt động về văn hóa, ca múa hay những đạo sư đi trên đường thì rất là phổ biến, và gần như đến Tây Tạng thì bạn có thể bắt gặp cái hình ảnh này ở rất nhiều nơi. Là một trải nghiệm thực sự đáng nhớ.